Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, như chương trình Tiêu điểm Kinh tế trước chúng tôi mới đề cập, vào chiều ngày 12 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là CPTPP, cùng các văn kiện liên quan. Dù không có sự tham gia của Mỹ, đối tác lớn của Việt Nam, nhưng CPTPP vẫn là hiệp định rất quan trọng và đem lại cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam, do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam không bị cạnh tranh nhiều với các thị trường trong khối. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì những cơ hội sẽ trở thành thách thức. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 12 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cùng các văn kiện liên quan với 469 trên 496 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 96,7% tổng số đại biểu. Như vậy, tất cả các đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành nghị quyết này, và cho đến nay, đây cũng là nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao nhất tại nghị trường ở kỳ họp lần này. Theo nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các tổ chức cơ quan có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các dự án và các văn bản pháp luật khác để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện cam kết trong Hiệp định CPTPP. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo tận dụng và phát huy các cơ hội lợi ích mà Hiệp định CPTPP đem lại, đồng thời xây dựng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định này, thông tin tuyên truyền kịp thời đầy đủ nội dung hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân về việc tham gia Hiệp định CPTPP. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan hoàn thành thủ tục phê chuẩn hiệp định CPTPP và thông báo thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam. Như vậy, sau khi 6 quốc gia thành viên gồm Nhật Bản, Singapore, Mexico, Canada, Australia, New Zealand chính thức phê chuẩn hiệp định CPTPP, thì Việt Nam cũng đã chính thức phê chuẩn hiệp định này. Dù không có sự tham gia của Mỹ, đối tác lớn của Việt Nam, nhưng CPTPP vẫn là hiệp định rất quan trọng và đem lại cơ hội cho nền kinh tế của Việt Nam, do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam không bị cạnh tranh với nhiều các thị trường trong khối. Dù mới ở đầu tháng 11, việc làm cho cả 3.000 công nhân cũng kéo dài tới tận quý 1 sang năm sau. Khá lạc quan với triển vọng xuất khẩu năm nay sẽ tăng trưởng ở mức hai con số là 15%. Doanh nghiệp còn kỳ vọng Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ mang tới cho doanh nghiệp những thị trường mới tiềm năng. Thực ra thì với thị trường Nhật Bản thì Việt Nam và Nhật Bản cũng đã có một cái hiệp định thương mại tự do rồi. Nhưng tuy nhiên mà nó có một yêu cầu là vải xuất xứ về Việt Nam, cho nên là chúng ta cũng chưa tận dụng được cái cơ hội nhiều lắm về cái hiệp định đó. Và hy vọng rằng cái hiệp định CPTPP thì các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận thị trường Úc và thị trường Canada. Theo các chuyên gia, khi CPTPP có hiệu lực, hầu hết các ngành công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động sẽ được hưởng lợi. Điển hình như dệt may, dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có thể đạt từ 8,3 đến 10,8%. Đối với ngành da giày, cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu tăng tỷ trọng xuất khẩu sang Chile, Australia, New Zealand, Mexico, Canada là rất lớn, bởi Việt Nam không có đối thủ cạnh tranh về ngành hàng này trong khối các nước CPTPP. Ngoài ra, các mặt hàng khác như hải sản, tôm, cá ngừ, đại dương, đồ gỗ của Việt Nam cũng được đánh giá sẽ được hưởng lợi từ cam kết thương mại tự do này. Một số ngành khác không phải không có lợi ích mà còn phụ thuộc vào rất nhiều sự chuẩn bị. Bởi vì trước thì chúng ta đang rất kỳ vọng vào cái TPP, nhưng hiện nay này Bộ Công Thương và Chính phủ đã hết sức nỗ lực chủ động trong việc là mong muốn là Quốc hội thông qua. Và đối với các cái doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ là doanh nghiệp sẽ tìm thêm được các cơ hội, đó là các cái bạn hàng mới, các cái mô hình, các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới sẽ có một làn sóng đầu tư vào các cái thị trường của Việt Nam và ưu tiên để hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước hết đó là cơ hội mở rộng thương mại đầu tư với 3 thị trường mới đầy tiềm năng ở châu Mỹ, cơ hội nâng cấp và làm sâu sắc thêm mối liên hệ cộng hưởng với 7 thị trường còn lại, trong đó có nhiều đối tác chiến lược quan trọng của chúng ta. Đây là cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơ hội có thêm việc làm cho người lao động, cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Đây cũng là cơ hội để đa phương hóa các quan hệ kinh tế quốc tế, đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường, bảo đảm sự phát triển tự chủ và bền vững.
Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, nhờ CPTPP, tăng trưởng của Việt Nam vào năm 2030 có thể tăng thêm từ 1,1 đến 3,5%, con số khá khiêm tốn nếu so với phiên bản hiệp định này còn có sự tham gia của Mỹ. Nhưng điều quan trọng nhất mà Việt Nam đạt được, những yêu cầu của CPTPP sẽ buộc Việt Nam cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Lợi ích từ cải cách thể chế nhờ CPTPP sẽ giúp Việt Nam tăng tới 10% GDP, lớn hơn rất nhiều so với lợi ích từ tăng trưởng xuất khẩu đầu tư. Sơn Hà cũng là một cái doanh nghiệp mà đã xuất khẩu đến 32 quốc gia trên toàn thế giới, cũng tham gia vào câu chuyện thương mại toàn cầu. Khi gia nhập CPTPP thì các cái hàng rào về thủ tục hành chính, hàng rào về thuế quan nó sẽ được san bằng. Và khi đó thì cơ hội để cho Sơn Hà cũng như các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia vào cái thị trường lớn này sẽ nhiều hơn nữa. Chưa cần CPTPP có hiệu lực, tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt trên 200 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo cả năm có thể đạt 237 đến 239 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10 đến 12% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Sang năm, con số này có thể kỳ vọng con số lớn hơn khi CPTPP có hiệu lực vào cuối năm nay. Theo dự báo, CPTPP sẽ đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có sự chủ động thì những cơ hội sẽ trở thành thách thức. Vì vậy, hệ thống pháp luật và thể chế cần tiếp tục cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước CPTPP. Sản xuất kinh doanh lĩnh vực dệt may, đại diện doanh nghiệp này nhận định, một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay trước CPTPP là thách thức trong giữ chân người lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang có khuynh hướng chảy dần sang các doanh nghiệp FDI. Khi cái lao động, cái đầu tư mà chuyển vào ở trong này, khi lao động được giao thương rộng hơn, mở rộng hơn để hợp tác hơn, thì cái sự thu hút, giữ chân chính sách đối với người lao động, đối với tổng công ty 28 cũng là một cái sự khó khăn. Mà cái xu hướng đấy đã nhìn thấy rõ trong cái thời gian vừa rồi. Hiện nay, nhân lực là vấn đề khó khăn của nhiều doanh nghiệp. Trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, sản xuất tại Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Với những doanh nghiệp có hệ thống quản lý tốt, trang thiết bị hiện đại, tính chuyên môn cao, ngang bằng với các doanh nghiệp nước ngoài thì có thể trụ vững. Những doanh nghiệp yếu thế hơn đang bị cạnh tranh rất lớn. Bên cạnh đó, hiện nay lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn rất đông đảo, chiếm hơn 97% doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, khả năng nắm bắt những luật chơi quốc tế của những doanh nghiệp này còn rất hạn chế. Đây cũng là một trở lực của doanh nghiệp Việt Nam trước CPTPP, được doanh nghiệp này nhận định. Về mặt cái trình độ, về thì thấy cái tiếp cận về cái trình độ về cái quan hệ quốc tế, phải thấy là tìm hiểu về cái những cái luật chơi của quốc tế, phải thấy là các doanh nghiệp làm việc không có điều kiện. Chỉ ngoài các doanh nghiệp lớn thì họ có những cái bộ phận chuyên môn tư vấn luật để làm những công tác đó. Thì doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ họ vừa giám đốc, họ vừa họ kiêm hết, vừa quản lý sản xuất, vừa là người đi quan hệ bán hàng, vừa là họ phải thực hiện những cái chủ trương về trong và ngoài nước. Khi tham gia CPTPP, ngành về doanh nghiệp trong nông nghiệp là đối tượng chịu tác động rất lớn. Trong khi đó, dù nông nghiệp là lĩnh vực tiềm năng và lợi thế của nước ta, tuy nhiên với nhiều hạn chế hiện nay đang là khó khăn lớn cho doanh nghiệp. Sản xuất còn vẫn đang trong tình trạng manh mún nhỏ lẻ, dẫn đến năng suất thấp, giá thành cao. Nó cũng có rất nhiều nguyên nhân để khi ra thị trường thi đấu thì cũng yếu hơn, đặc biệt là chất lượng, không thể bằng được các sản phẩm nước ngoài. Đơn giản với cạnh Việt Nam là nhiều nước như Thái Lan, Campuchia, tại sao gạo ta phát triển được chất lượng tốt hơn mà giá thành chỉ xem mình và họ thành công. Mặc dù Việt Nam là cái nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới, nhưng có lẽ là cái lợi nhuận, cái giá trị mang lại cho cái gạo của Việt Nam không nhiều. Theo đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, hiện nay một vấn đề đáng quan ngại là nhiều chỉ số về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của nước ta còn rất kém so với các nước trong khối. Có thể nói là trong xếp hạng về môi trường kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh, thì những cái chỉ số liên quan đến đổi mới sáng tạo thì đang là một cái chỉ số mà Việt Nam đạt tương đối thấp. Thế riêng về môi trường kinh doanh thì phải nói là mặc dù chúng ta có rất nhiều những nỗ lực để thực hiện cái luật doanh nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, nhưng mà suốt trong những năm qua thì cái điểm số của chúng ta về cái chỉ số gia nhập thị trường vẫn thấp.
Và gia nhập thị trường thì không chỉ đơn thuần là cái việc là đăng ký thành lập doanh nghiệp, mà còn vì tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp có thể hoạt động thuận lợi trên thị trường, có thể tiếp cận các nguồn lực. Sự phối hợp và cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp còn nhiều hạn chế. Đây là một trở lực lớn cho doanh nghiệp. Yếu nhất trong cái bộ chỉ số về cái môi trường kinh doanh của chúng ta đúng là vẫn là cái chỉ số về cái sự yếu kém của các thiết chế pháp lý trong việc bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, cũng như trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể phá sản, có thể giải thể. Khi tham gia Hiệp định CPTPP, đối với Việt Nam, ngành dịch vụ, viễn thông, bưu chính, thương mại điện tử, dệt may, da giày dự báo sẽ tiếp tục có tăng trưởng đột biến. Ngược lại, trong lĩnh vực nông nghiệp như canh tác mía và ngành công nghiệp mía đường rất chậm chạp trong đổi mới, tái cơ cấu sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Nguyên nhân là do lĩnh vực này được bảo hộ, bảo vệ thông qua hàng rào thuế quan. Ngành mía đường, cả hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành đều rất thấp so với các quốc gia khác. Theo dự báo, CPTPP sẽ đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có sự chủ động thì những cơ hội sẽ trở thành thách thức. Vì vậy, hệ thống pháp luật và thể chế cần tiếp tục cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước CPTPP. Chuẩn bị trước hội nhập nói chung và CPTPP nói riêng, doanh nghiệp này đã đẩy mạnh thăm dò mở rộng thị trường các nước trong khối. Tổng công ty 28 cũng đã có cử về mặt thị trường. Thì Tổng công ty 28 cũng đã có cử những cái đoàn xúc tiến thương mại đi tham gia các cái hội chợ triển lãm ở phát triển thêm thị trường ở Úc, New Zealand hay là sang các cái nước Mỹ, châu Mỹ Latin bên bờ Thái Bình Dương để chúng ta cùng tham gia. Doanh nghiệp cũng chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm, xác lập các liên kết từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng và xuất khẩu, hình thành các chuỗi cung ứng để có thể tạo được chỗ đứng vững chắc trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Đồng thời dự báo hàng rào phi thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng, khi hiệp định đi vào thực thi, các doanh nghiệp cũng đã có những giải pháp chủ động ứng phó. Cũng đối diện với rất nhiều các cái vụ kiện về phòng chống bán phá giá, tự vệ thương mại, thì Sơn Hà cũng luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Với cái hoạt động minh bạch của mình, với sự quản lý ngày càng chặt chẽ hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, để chứng minh đối với các cái doanh nghiệp ở các quốc gia khác một cái sự cạnh tranh công bằng, để đảm bảo việc mà đưa hàng hóa của Việt Nam ra thị trường thế giới. Trong đó, một trong những ngành cần có sự chuẩn bị và cải thiện lớn là nông nghiệp, khắc phục những hạn chế yếu kém của ngành hiện nay. Tham gia vào cái hiệp định CPTPP sắp tới thì tôi nghĩ rằng nó bắt buộc là cả doanh nghiệp làm trong cái chuỗi cung cấp nông sản và các hộ, các cái hợp tác xã, các vùng rau là phải liên kết chặt chẽ với nhau hơn thì mới có sức cạnh tranh. Đồng thời về tổng thể tập trung tháo gỡ rào cản về pháp lý cho doanh nghiệp, cải cách thể chế là giải pháp cấp thiết hiện nay. Để thực hiện cái chỉ số này thì không phải chỉ có trách nhiệm của chính phủ mà liên quan rất nhiều đến trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, hệ thống tòa án, rồi viện kiểm sát, rồi các cơ quan khác. Cho nên để cải thiện cái chỉ số về các cái thiết chế pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho sự giải thể hay là phá sản các doanh nghiệp, để chuyển các nguồn lực của doanh nghiệp sang một cái mục tiêu kinh doanh khác, một cái mô hình kinh doanh khác thuận lợi hơn, thì cần phải được đặc biệt tập trung giải quyết. Và cái việc giải quyết này nó đòi hỏi cần phải có một cái sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan tư pháp và chính phủ, chứ không phải chỉ trách nhiệm riêng. Các doanh nghiệp Việt Nam cần tự đánh giá lại mình để tìm ra những ưu khuyết điểm đã bộc lộ trong thời gian qua, có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với từng doanh nghiệp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thường xuyên cập nhật thông tin, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, từ đó cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả nhất. Nếu như những giải pháp trên được đẩy mạnh, những thách thức sẽ chuyển thành cơ hội cho các doanh nghiệp nước ta. Thưa quý vị, với việc ký kết và tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, và mới đây nhất là Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Để có cái nhìn khái quát về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam, phóng viên kênh truyền hình VTV đã có cuộc trao đổi với ông Eric Swick, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Morning, sir. I'm Ling from BITV. Thanks for joining us today. Xin chào và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi. Thưa ông, theo báo cáo Tổng hợp Kinh tế Châu Á 2018 mới đây của ADB, hợp tác quốc tế ngày càng trở nên cần thiết để giải quyết những thách thức xuyên biên giới đang gia tăng ở Châu Á và Thái Bình Dương. Vậy thưa ông, vấn đề hợp tác này có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam? Tôi nghĩ rằng có 4 điểm cần lưu ý. Thứ nhất là những liên kết xuyên biên giới đang ngày càng tăng lên và những liên kết này mang đến những lợi ích cho hầu hết những bên tham gia. Điểm thứ hai đó là thương mại. Thương mại đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn cả trong mối quan hệ hợp tác. Cho dù hiện tại thương mại toàn cầu đang có những điểm chững, những quan hệ thương mại vẫn khẳng định được vị trí hàng đầu trong hợp tác quốc tế. Yếu tố thứ ba đó là nguồn vốn FDI. Vốn FDI có thể quyết định đến thương mại toàn cầu. Nó có thể quyết định đến mức độ đầu tư và phát triển bền vững của một nền kinh tế. Và điểm cuối cùng, đó chính là yếu tố con người. Tôi nghĩ rằng những liên kết về mặt con người mới chính là yếu tố quyết định đến sự thành công của các hợp tác quốc tế. Đôi khi liên kết về con người có thể chỉ cần là các hoạt động du lịch xuyên biên giới đang ngày càng tăng lên. Theo ông, Việt Nam cần làm gì để nâng cao vai trò và vị thế của mình trong các hợp tác quốc tế, cũng như để đảm bảo lợi ích của các bên? Tôi cho rằng Việt Nam nên tiếp tục triển khai những gì mà mình đang làm, bởi Việt Nam đã và đang có những thể hiện rất tốt trong các hợp tác quốc tế. Bản thân tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến 3 lĩnh vực mà Việt Nam cần chú trọng đến. Thứ nhất, Việt Nam cần chú trọng tiếp tục phát triển liên kết mang tính vật chất. Điều đó có thể hiểu là hợp tác trong lĩnh vực phần mềm, những thỏa thuận xuyên biên giới trong lĩnh vực giao thông vận tải, những thỏa thuận đa phương về thương mại, những hợp tác xuyên biên giới về năng lượng hay các thỏa thuận xa hơn để thúc đẩy du lịch. Điểm thứ hai mà Việt Nam cần tập trung đó là tiếp tục những hội nhập về tài chính. Việt Nam đã có những lợi thế nhất định trong thu hút vốn FDI và Việt Nam cần tăng cường tận dụng nguồn lực tài chính và ngoại hối đến từ các nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài nữa. Và điểm cuối cùng là đối phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ Việt Nam mà hầu hết các nước trong khu vực đang phải đối mặt với những tác động từ thảm họa thiên tai và Việt Nam là một trong những nước chịu tác động rất mạnh. Vậy đâu là những thách thức chính của Việt Nam khi đối mặt với sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng, kết nối thương mại, tác động tài chính dây chuyền, biến đổi khí hậu và thích ứng thảm họa? Như ông cũng đã biết, CPTPP sẽ có hiệu lực trong khoảng 60 ngày nữa. Vậy cơ hội và thách thức cho Việt Nam sẽ là gì? Và ADB sẽ làm gì để giúp Việt Nam đối mặt với các thách thức đó? Đúng như bạn vừa đề cập đến, sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho Việt Nam từ CPTPP. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có rất nhiều những hợp tác thương mại song phương với nhiều quốc gia khác. Điều này không chỉ mang đến những lợi ích về mặt giá trị thương mại mà hơn thế, những hợp tác quốc tế này làm thị trường xuất khẩu được mở rộng, hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu cũng đa dạng hơn. Điều đó càng khẳng định tầm quan trọng của việc phải tiếp tục hợp tác quốc tế và ADB rất hân hạnh được đồng hành trong những hợp tác xuyên biên giới như vậy, đặc biệt là trong các vấn đề về cơ sở hạ tầng xuyên biên giới, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và quản lý rủi ro thiên tai. ADB vẫn khẳng định là một định chế tài chính có thể tham gia hiệu quả cùng các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong những hợp tác quốc tế và trong cam kết xuyên biên giới với nhiều giá trị gia tăng mà chúng tôi có thể mang lại. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi. Cuộc trao đổi vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.